đã biết bao ngày bên em, là anh đã có bấy nhiêu ngày yêu em, nhưng em vẫn ngây thơ không biết tình anh. Thầm yêu em nên tiếng đau xa rời. Anh đã thấy bao người yêu em, tim anh đã nhức nhối thinh lặng bên em. Nhìn em yêu tuy ngày đây nhưng dần xa xôi, vì tim em đã trót trong ai rồi. Tình yêu sâu kín cho em đã bao ngày thầm lặng, nhìn em không nói nên câu nói chi đây. Lòng xót xa đi bên đời em và thấy em chịu nhiều đắng cay, mà tim anh đây vì yêu em nên đau xa rời. Vì anh đã chót yêu ai, em mãi vô tình không nhận ra tình yêu anh đã trao em bấy lâu nay. Một trái tim bên lề rất đau vì biết em chẳng hề biết đâu, tình yêu anh đã trao em rồi. Kín cho em đã bao ngày thầm lặng, nhìn em không nói nên câu nói chi đây. Lòng xót xa đi bên đời em và thấy em chịu nhiều đắng cay, mà tim anh đây vì yêu em đang đau xa rời. Vì em đã nhận ra tình yêu anh đã trao em bấy lâu nay. Một trái tim bên lề sân đau vì biết em chẳng hề biết đâu, tình yêu anh đã trao em rồi. Vì em đã chốt yêu anh, em mãi vô tình không nhận ra trái tim bên lề sân đau vì biết em chẳng hề biết đâu, tình yêu anh đã trao em rồi. Xin chúc mừng Hữu Tín. Cảm ơn em. Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với phần thể hiện của Hữu Tín với một ca khúc mà có thể nói là với cái ca khúc này không dễ mấy người hát, bởi vì nó quãng của nó rất là cao. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với bình chọn của 100 khán giả và 3 vị giám khảo có mặt tại trường quay dành cho giọng hát của Hữu Tín. Thời gian dành cho quý vị bắt đầu. Cảm ơn quý vị. Có ít ai ngờ là một anh chàng Hữu Tín ở bên ngoài tràn đầy năng lượng, nói câu nào ra lại vui cười câu đó, mà lên sân khấu hát tình ca lại lãng mạn như vậy. Không biết là ở ngoài đời á, con người thật của em là một người sống tình cảm hay là em là một người thiên về sôi nổi năng động nhiều? Dạ em là cung cự giải, là một người sống thiên về tình cảm. Thiên về tình cảm. Dạ em thương ai em thương dữ lắm. Ừ. Mẹ mất khi thương ai.
Anh hiểu mà, đó là lý do tại sao mà em đặt cái team em bên lề. Bây giờ đi thì chúng ta sẽ cùng đến với phần nhận xét của ban giám khảo. Xin mời cô Ý Lan. Bài hát Trái Tim Bên Lề đúng là một bài hát không phải dễ để cho một người ca sĩ trình diễn mà có thể đạt được đến cái mức độ gọi là tuyệt đỉnh được. Không phải là dễ. Bởi vì giống như là Nguyên Khang nói lúc nãy, cái quãng nó quá rộng, những nốt thấp thì rất là thấp, mà những nốt cao thì lại quá cao. Cô nghĩ trong bài hát này nếu mà Hữu Tín có thể hạ xuống cái tông một chút, nửa tông hoặc là một tông, thì cô nghĩ nó sẽ đẹp hơn. Cô tin rằng là cái giọng hát của Hữu Tín mà những cái câu đầu, bắt đầu mở đầu bài hát vào, Hữu Tín đã lấy được trái tim của tất cả 100 khán giả ngồi đây, và ngay cả chính cô và ban giám khảo nơi đây, bởi vì cái giọng trầm nó đạt được tất cả những cái đẹp ở những cái nốt đầu tiên đó. Và đến khi những cái nốt cao nó bị hơi quá với lại cái sức của Hữu Tín, thành ra cô chỉ góp ý thôi, chứ đã vào trong cái phần này rồi, chắc chắn là các em không thể nào mà các em làm gì mà tệ được cả. Rồi, cô cảm ơn Hữu Tín rất nhiều cho phần trình diễn vừa qua. Cảm ơn cô. Bây giờ xin mời phần nhận xét của nam ca sĩ Hồ Trung Dũng. Về cái giọng hát của em thì không có gì nói hết. Rõ ràng cái tiềm năng của em có rất là lớn. Em vừa có cái phần tình cảm, vừa có cái phần lạ, em vừa có cái phần cao. Và em có cả kỹ thuật để em áp dụng mọi thứ lại vô trong một bài hát. Một lần nữa thì anh cảm ơn em đã gửi đến một bản tình ca rất là hay. Thưa quý vị, để nói về người chồng, người vợ của mình thì người Việt Nam của chúng ta có rất là nhiều từ để diễn tả. Ví dụ như ông xã, bà xã hay là cha của sắp nhỏ. Nhưng mà có lẽ một trong những cái tiếng gọi là thân thương và bình dị nhất, gần gũi nhất, đó chính là hai chữ mình ơi. Nghe hai chữ mình ơi thì bao nhiêu cái cảm xúc, bao nhiêu cái sự yêu thương nó chất chứa trong trái tim. Và hôm nay thì trong một khung cảnh của màn đêm thanh vắng, chúng ta hãy cùng lắng nghe tâm sự của một người vợ nhớ chồng. Một sáng tác của nhạc sĩ Minh Vi, ca khúc Mình Ơi và phần thể hiện của Tuyền Mập. Câu hẹn ước ai đã cùng tôi ngày xưa thề câu thủy chung, chàng đành ra đi đi mãi không về, còn lại nơi đây son sắt vợ chồng ngại mình đi. Một mình quạnh yêu ngày mình đi, nhớ anh từng đêm xa xa mình ơi lẽ bạn đâu.
cùng tôi. Ngày xưa thề câu thủy chung, chàng đành ra đi, đi mãi không về. Còn lại nơi đây son sắc vợ chồng, ngày mình đi tìm bạn xa xăm nhớ anh vô cùng. Ngày mình đi nhớ anh từng đêm xa xa, mình ơi lẽ bạn đâu rồi, tiếng chim lạc bay tìm bạn xa xăm nhớ anh vô cùng. Ai buông sao câu, ai đau trong lòng, bạn ai sầu tình chung, ai đâu lẻ loi, ai gieo nhớ thương, ai thương anh rồi, ai quên duyên phận, ai buồn mình ơn ngồi nhớ ai, ai quên duyên phận, ai buồn mình ơn ngồi nhớ. Cảm ơn em. Chúng ta vừa đến với ca khúc Mình ơi với phần thể hiện của Tuyền. Vâng thưa quý vị, và bây giờ 100 khán giả có mặt tại trường quay và 3 vị giám khảo sẽ dành những điểm số dành cho Tuyền Mập. Thời gian bắt đầu. Tuyền ơi, em làm gì mà em cứ xích 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 qua gần anh đứng vậy Tuyền? Dạ anh có lực hút á. Anh hiểu cái tâm sự của em trong các khúc Mình ơi. Mình ơi. Ừ, thưa quý vị, cũng có nhiều cái tâm sự khi mà nghe Tuyền hát cái bài này. Tại vì có một lần thực hiện cái talk show với Tuyền thì Tuyền cũng chia sẻ là bạn sống ở thành phố nhưng mà ông xã của bạn thì đang ở quê đúng không? Em ở đâu nhỉ? Ở Đồng Tháp ạ. À, cho nên là nhiều khi hai vợ chồng cả mấy tháng trời của đi quay phim nhiều khi không có gặp chồng. Với cá nhân Khang cảm nhận thì đó là của lý do tại sao mà bạn ấy chọn cái bài Mình ơi. Tại vì không gặp thì sẽ rất là nhớ chồng. Nhiều khi anh cũng lặn lội đón xe lên Sài Gòn để thăm cổ. Cổ nhiều khi lại đưa con về để mà thăm chồng. Nói chung là hai vợ chồng cũng xa cách nhau lắm. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần nhận xét của ban giám khảo dành cho ca khúc này. Xin mời danh ca Ý Lan. Tuyền ơi, thật sự ra cô nghĩ bài này là một cái bài nó không phải là bài dễ hát ha. Yeah. Tuy là nó mộc mạc. Nhưng mà thường thường những cái gì mà đơn giản mà mộc mạc nhất là những điều khó nhất. Là bởi vì nó đòi hỏi tất cả những tâm tư cũng như những cảm xúc đến từ trái tim của mình. Như là Tuyền nói là Tuyền thích bài hát này mà lựa chọn bài hát này bởi vì cái âm hưởng của nó dễ thương, nó mộc mạc, nó đáng yêu. Nhưng mà nó lại đòi hỏi là Tuyền phải cảm nhận được cái đau khổ trong cái tình yêu mà mình không được sống gần bên nhau. Mà điều này Tuyền có mà, phải không? Tuyền cũng nhớ chồng ở xa. Bài này rất phù hợp đối với tâm tình của con, giống như là con nói. Tuy nhiên nó sẽ đòi con ở một cái kỹ thuật hát nó phải đúng hơn. Yeah. Và phải vững vàng hơn. Cho nên thôi thì cô cũng cảm ơn con là đã đến với chương trình rồi cho tất cả mọi người một cái bài Mình ơi. Bên cạnh cái tiếng hát của con là con còn lồng cả một cái tâm tình của con ở trong bài hát này nữa. Thành ra cảm ơn con rất nhiều. Một ngày nào đó cô mong muốn cô được nghe con hát bài này lại mà với một phần kỹ thuật kỹ càng hơn. Yeah. Và chắc chắn hơn nhá. Cảm ơn con rất nhiều. Con rất là đẹp trong tất cả hình ảnh con người của con. Dạ cảm ơn cô. Em biết cái từ Mình ơi mà anh nghe mà anh xúc động nhất là khi anh coi cái câu chuyện của một bà vợ hai. Ông chồng có tới 3 bà vợ, sau đó là ông mất. Cái bà vợ bả đau khổ, cái lúc bả nhìn lên bàn thờ bả kêu Mình ơi, trời ơi hay lắm. Mà cái người vợ hai nó ngồi kế bên cô đó. Đó. À, nhân đây hả? Xin mời quý vị sẽ cùng nghe lại một đoạn của ca khúc Mình ơi
với phần thể hiện của bà Hai trong cái câu chuyện Mình Ơi đó. Nhà xin mời nữ diễn viên Hải Như. Nhà con á, con xin phép con được hát giống như cái nhân vật trong kịch chứ con không hát hay được như chị Tuyền đâu ạ. Cảm ơn rất là nhiều. Thưa quý vị, giọng hát của Khải Như vẫn rất là cảm xúc như ngày nào. Em cảm ơn anh Khang và cảm ơn chương trình đã cho em cái cơ hội mà em đứng hát trước mặt idol của em như vậy. Bây giờ cho phép em được nhận xét tí xíu về chị Tuyền. Khi mà chị bước ra sân khấu, khi mà chị biểu diễn, em nhìn ánh mắt của chị, em cảm thấy chị gửi hồn chị vào bài hát. Nhưng trong lúc hát chị lại cứ cố tách chị ra khỏi cái bài hát đó, giống như chị sợ người ta thấy được cảm xúc của mình, chị sợ người ta thấy chị yếu đuối, chị sợ rất nhiều về điều đó. Đúng, chị nói chị run, em đồng ý. Nhưng mà nếu mà nói chị không gửi hồn vào bài hát thì em không tin đâu. Bởi vì trong một khoảnh khắc nào đó em vẫn thấy là chị đã có gửi hồn vào nó. Và em tin là khán giả đủ tinh tế để nhận ra những cái điều này. Em nghĩ vậy. Anh thì không có nghĩ rằng là Tuyền ngày hôm nay cố gắng che giấu cái cảm xúc gì thật của mình hết trơn á. Anh lại nghĩ rằng là bài này về kỹ thuật mà nói thì chắc là mình khỏi bàn ha. Mình biết là bài này không phải là bài hoàn hảo. Nhưng anh lại cảm thấy thích. Anh thấy được cái sự chân chất trong con người của Tuyền, trong cái giọng hát của Tuyền. Nó rất là phù hợp, đúng cái kiểu mà một cô vợ ở dưới quê đợi chồng hay đó. Nghe nó không có make up lên. Bình thường khi nhìn Tuyền á, mình thấy một người cá tính, mạnh mẽ, hài hước. Nhưng với bài hát này thì anh thấy một Tuyền rất là khác. Một Tuyền mà có lẽ chỉ thể hiện ra khi mà em hát những bài hát như thế này mà thôi. Vì thế anh cảm ơn em. Cảm ơn anh rất nhiều. Cảm ơn đại ca sĩ Hồ Trung Dũng. Nói chung là cô này cô có nhiều cái mà đúng là quý vị cũng sẽ thấy. Thường cái mà người ta thể hiện ra nhiều nhất chưa phải là cái thật sự hoàn toàn ở bên trong cái con người của họ. Diễn viên hài đâu phải lúc nào hài là cũng là cô vui vẻ suốt, cười suốt đâu. Mà đôi khi cái những cái khoảnh khắc mà họ giấu ở bên trong đó thì không phải ai cũng thấy. Cũng như câu chuyện của những người làm nghệ thuật cũng vậy. Ở trên sân khấu nhiều khi họ cháy sáng, họ hết mình, nhưng họ cũng có những cái tâm sự và nỗi niềm riêng. Và chính vì vậy cảm ơn em. Chỉ có âm nhạc mới là có thể giúp cho mọi người thấy rõ được cái cảm xúc bên trong của con người em. Nhân đây thì anh cũng chúc cho em sẽ ngày càng có nhiều cái hoạt động nghệ thuật hơn nữa. Và sẽ luôn nhận được nhiều sự yêu thương của mình ơi. Anh một chúc nửa em hát hay em. Đi. Anh chúc em hát hay hả? Chúc em càng ngày càng hát hay đi. Anh chúc em ngày càng hát càng hay hơn. Đó, nội lực như bản thân em nè. Em thì quá nội lực rồi, anh cảm ơn. Cảm ơn mọi người ạ. Thưa quý vị, trong cuộc sống ai cũng mong ước sẽ tìm được cho mình một người bạn đời hoàn hảo. Một người sẽ giúp cho mình tìm kiếm được một mảnh ghép trọn vẹn, hoàn chỉnh cái bức tranh trong cuộc sống tình yêu. Nhưng mà đời là thế, đôi khi sẽ có những cái mảnh ghép không hoàn toàn trọn vẹn. Và đôi khi chúng ta sẽ cảm thấy mình lạc lõng giữa cái hạnh phúc của tình yêu. Và một trong những tuyệt phẩm mà chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị trong ngày hôm nay, ca khúc Xót Xa. Và mời quý vị sẽ cùng đến với phần thể hiện của Linh Tý. Không biết hay tìm quên đi.
bước ra đi lòng tôi đau xót giây phút phân ly. Ước mơ còn ước mơ gì? Ngoài trời đổ mưa như mưa trong lòng, mưa rơi ướt trong tâm hồn. Tình yêu trăm cánh bay cao mang về cha. Chiếc lá rơi rụng bên sông. Hỏi em có biết hay không mà sao em để tôi nhớ tôi mong. Cánh chia nào chẳng đau lòng. Phần thể hiện ca khúc Xót Xa với phần thể hiện của người chơi anh Linh Tý. Và bây giờ thời gian dành cho 100 khán giả có mặt tại trường quay và 3 vị giám khảo bình chọn cho Linh Tý. Thời gian bắt đầu. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và bây giờ xin mời phần nhận xét của ban giám khảo. Xin mời danh ca Ý Lan. Linh Tý ơi, cái bài này đã Linh Tý hát với một cái phần trình diễn mà chắc có lẽ cô nghĩ là các cô gái trẻ trẻ đó mà xem cái phần trình diễn này của Linh Tý là rớt tim hết rồi. Cô nghĩ là Linh Tý là một diễn viên rất là giỏi, không ngần ngại nhìn sâu vào mắt cô, nhìn sâu vào mắt của từng người khán giả ngồi bên cạnh. Điều này cô cho là một sự đánh giá rất cao trong phần trình diễn của Linh Tý. Thế nhưng mà đối với cô nó hơi nhiều. Lâu lâu mình cho một cái ánh mắt đều đều một tí, một tị thôi. Xong mình lại trở lại. Tại vì trong tình ca, nó sẽ luôn luôn đòi cái người nghe cảm nhận được cái sự chân thành của tiếng hát, của gương mặt, của cảm xúc. Nếu mình cho nhiều cái đều quá, nó uổng đi. Nhá, ok, cảm ơn Linh Tý rất nhiều cho phần trình diễn đặc sắc vừa qua. Xin cảm ơn danh ca Ý Lan, xin mời nam ca sĩ Hồ Trung Dũng. Trong ba thí sinh buổi tối ngày hôm nay á, thì anh là người ổn định nhất về phong độ. Không những ổn định mà là càng về sau thì Dũng càng thấy nhiều hơn ở anh. Và điều đó cực kỳ là quan trọng đối với người nghệ sĩ. Nhưng cái Dũng đang thắc mắc từ đầu đến giờ là cuối cùng thì con người thật của Linh Tý là ai? Đúng không? Đầu tiên thì mình có thấy là Jimmy Nguyễn rồi, mình đã thấy anh Duy Mạnh rồi. Rồi đến cái bài kia thì mình lại thấy một người hoàn toàn khác.
đến bài này lại hoàn toàn khác, với những cách xử lý rất khác nhau. Thì cái giỏi của Linh Tý là anh rất đa dạng, nhưng mà khi là người ca sĩ thì ngoài chuyện đa dạng ra, một cái cực kỳ quan trọng đó là người ta phải biết anh là ai. Dạ. Và đến giờ này thì có lẽ sau 4 bài Dũng chưa thấy rõ lắm, nhưng mà Dũng tin chắc rằng, hoặc là Dũng hy vọng rằng nếu Dũng nghe nhiều hơn ở những chuyện khác thì sẽ thấy rõ người ca sĩ Linh Tý nhiều hơn. Cảm ơn anh. Xin cảm ơn nam ca sĩ Hồ Trung Dũng. Xin mời phần nhận xét của diễn viên Khả Như. Dạ, nãy giờ cô với anh Dũng nói là em thấy là em không có gì để bàn hết. Ngay cả cách diễn thì cô cũng có nói và anh cũng đã có nói rồi. Riêng em thì em cảm thấy được cái sự tự tin của anh. Em thích điều đó. Khi mà anh đến với chương trình là anh Dũng có nói là vậy thì anh là ai trên sân khấu này, thì anh không chọn anh là ai hết. Anh thích, anh được là tất cả những cái gì anh thích khi mà anh đến với người hát tình ca. Và em thích điều đó anh. Cảm ơn anh rất nhiều. Cảm ơn diễn viên Khả Như. Một lần nữa xin được chúc mừng Linh Tý và mời bạn sẽ chờ đợi kết quả sau ít phút nữa. Xin mời quay trở lại sân khấu diễn viên Tuyền Mập và diễn viên Hữu Tính. Xin mời. Thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần công bố kết quả của chúng tôi. Và gương mặt nào sẽ giành chiến thắng trong đêm nay? Kết quả của chúng tôi như sau. Đứng ở vị trí số 3 với 33,6 điểm. Trong đó số điểm của ban giám khảo 9, 9, 9,5. Và khán giả 6,1. Đó chính là người chơi. Tuyền Mập. Như vậy chúng ta chỉ còn hai gương mặt với số điểm chỉ chênh lệch nhau có 0,1 điểm thôi. À, có một điều đặc biệt là người chơi ở số điểm 38,6 điểm nhận đến 2 con 10 từ ban giám khảo. Và điểm của khán giả 9,1. Người còn lại 9,5, 9,5, 10. Tuy nhiên điểm khán giả lại cao hơn 9,5 và tổng điểm là 38,5. Như vậy chúng tôi xin được chúc mừng người đã giành chiến là một chất giọng tình ca kể câu chuyện của mình. Và ngay lúc này đây chúng tôi xin mời 100 khán giả có mặt tại trường quay và 3 vị giám khảo, chúng ta sẽ dành những điểm số dành cho 6 thí sinh. Thời gian bắt đầu. Xin cảm ơn quý vị khán giả và 3 vị giám khảo. Bây giờ đây Nguyên Khang sẽ giao lưu với lại các người chơi của chúng ta. Đầu tiên sẽ bắt đầu ở vị trí số 1. Xin chào bạn. Xin chào. Bạn giới thiệu đôi nét về mình, bạn tên gì, công việc chính của bạn hiện nay đang làm gì? Xin chào Nguyên Khang, xin chào ba vị giám khảo, xin chào tất cả quý vị khán giả. Mình tên là Thái Vĩ, hiện tại công việc chính là diễn viên. Thường bạn là đóng vai chính diện hay phản diện? Thường thì lúc trước là đóng vai chính diện. Một thời gian sau thì cái nhân tố bên trong nó thể hiện bên ngoài thì mình đóng phản diện. Tức là một thời gian đầu mình còn ngơ ngác, ngây thơ. Dạ. Thì mình được giao những cái vai chính diện. Đúng rồi. Sau một thời gian thì mình đã bộc lộ được cái bản chất của mình. Dạ. Hay quá. Thế không biết là ngoài cái khả năng diễn xuất thì bạn có cái năng khiếu nào khác không? Em có thể hát được một xíu nhạc rap. Rap, ok. Dạ. Yeah, thế thì ngày hôm nay làm vài đoạn rap cho bà con nghe chơi coi. Mình sẽ hát một đoạn trong ca khúc Thu Cuối. Và có lẽ nào em vẫn quên đi, có lẽ nào em đưa mùa thu đi, có lẽ nào mùa thu chẳng còn lại gì trong tâm trí em. Thu đến và đi như những gì đang sắp đặt, và trang giấy trắng không thể mở đi đường màu buồn của nắng. Ơi vui vơ câu hát có lẽ chưa bao giờ viết tặng, và em nhẹ bước chân qua qua một ngào bao nhiêu cố gắng. Còn em không muốn tim đi bước được chừa như một khoảng rộng, biết lúc nào có thể lại được gặp em một lần nữa, là khi đó cảm nhận mùa hương tàn cánh hoa sữa. Và anh yêu em thật nồng nàn như một đại lý đã muốn thuở yêu. Yeah. Thank you. Dễ thương không các bạn? Cái này người ta gọi là đi thả thính cô gái là phải có một bài lận lừng. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Cảm ơn Nguyên Khang. Bây giờ đây chúng ta sẽ cùng gặp cô gái. Sao em giật bắn người vậy? Giới thiệu đôi nét về mình đi. Em tên gì? Mình tên là Phi Nga. Mình tham gia là về sân khấu kịch nhiều. Bây giờ thử nhìn camera diễn tả bằng ánh mắt một cái nét mặt hung dữ ha. Đứng đây diễn không được đâu mà áo dài diễn thì dữ không được. Trời ơi, nhìn ánh mắt thôi không có diễn. Nhìn ánh mắt, nhìn nhanh camera, nhìn ánh mắt chiều mến. Nhìn chiều mến thì nhìn được. Dạ hả? Nhìn chiều mến được rồi. Ở đó đó là. Rồi bây giờ thì bên cạnh cái khả năng là diễn xuất á thì mình có cái năng khiếu gì không? Có biết hát cải lương không? Cải lương thì biết hát. Biết luôn hả? Biết chứ. Đâu thử đoạn cho gia đình nghe chơi một cái coi. Anh hứa với em khi tổ
tụi mình nên duyên đến nào thì một lá trầu xanh cũng nên vợ nên chồng. Dạ hết rồi. Trời ơi, hát cải lương ngọt quá, ngọt như mía lùi luôn. Ừ, thưa quý vị, chúng ta đã thấy là hai người, người thứ nhất, người thứ hai đều có cái năng khiếu riêng của mình đúng không ạ? Cảm ơn bạn. Bây giờ chúng ta qua đến với Harry Potter. Bạn giới thiệu đôi nét về mình đi Harry Potter. Dạ, em tên là Hoài Tân, em là diễn viên của nhóm kịch cổ trang Chuồn Chuồn Giấy ạ. Trong nhóm mình là mình chuồn chuồn gì? Em là chuồn chuồn mập anh. Rồi, như vậy là trong nhóm cổ trang đó là thường hay hát về nhạc cổ trang đúng không? Diễn dạ, đúng cổ trang mà. Đúng không? Có cái năng khiếu gì có thể biểu diễn được không? À, nãy giờ thấy mấy anh chị hàng người thì hát rap, người thì hát cải lương. Giờ em không biết hát cái gì cho lại mấy anh chị. Thôi em hát lô tô nha. Em không có phải là hát lô tô chuyên nghiệp nên mọi người có sai sót gì mọi người bỏ qua cho em ạ. Dạ. Rồi. Thưa quý vị, sổ số kiến thiết lô tô người hát tình ca trân trọng giới thiệu một tài năng đang lên và sắp sáng. Dạ. Mời em. Số gì đây, số gì đây, số gì đây? Số gì ra, số gì ra, số gì ra? Má trồng toàn những cây dễ thương, nào là hoa, là rau, là lúa. Còn ba trồng toàn cây dễ sợ, cây xù xì, cây lại có gai. Còn số 2, còn số 2. Cảm ơn em, rất là dễ thương. Bây giờ chúng ta qua bên đây, anh thứ tư. Anh giới thiệu đôi nét về mình đi. Mình là Linh Tý, nghề nghiệp hiện tại là đang là diễn viên. Diễn viên đóng phim thể loại nào bạn? Dạ, thấy loại gì cũng có. Một là làm cho người ta cười thật là nhiều, hai là làm cho người ta khóc, đấm đá hành động rồi nhảy dây búng thun các kiểu. Nhưng mà hồi nãy tôi nghe thấy bạn hát, giọng của bạn nó giống một chút Jimmy Nguyễn. Dạ. Mà không biết là ngoài cái giọng hát giống Jimmy Nguyễn ra thì mình có giọng hát nào giống những người nào khác không? Duy Mạnh. Duy Mạnh hả? Dạ, thấy thử một phụ chút Duy Mạnh. Duy Mạnh ha. Giờ ta chẳng còn trí, mãi chẳng thế mà thôi, đời bằng giọng lắm phú phàng. Cảm ơn bạn. Cũng có chút Duy Mạnh ở trong đó. Yeah. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Bây giờ qua đây, em giới thiệu đôi nét về mình đi. Lần đầu tiên Tuyền Mập nói thì cho Tuyền Mập xin gửi lời chào đến ba vị giám khảo ạ. Và tất cả quý vị giám khảo ở trường quay ngày hôm nay, cũng như là tất cả quý vị khán giả đang xem đài. Chào anh Khang. Chào tự nhiên đứng đây rung quá. Ủa gì vậy? Sao gặp em rung? Dạ bình thường em gặp anh ở dưới em không rung, mà đứng kế sân khấu em cảm giác em rung đó với anh. Hôm nay em cất tiếng hát là ở dưới anh rụng rời con tim. Vậy hả? Ừ, bây giờ nhân cái câu chuyện là ở đây ai cũng có một chút giới thiệu về mình đặc biệt, thì em có thể chia sẻ em có cái gì đặc biệt không? Cái này là một cái sở đoản của Tuyền thôi, là Tuyền có thể nhài được giọng bắt. Ủa thế à? Vâng, lần đầu tiên Tuyền Mập xin gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả có mặt trong ngày hôm nay ạ. Quý vị ơi, hãy ủng hộ cho 6 anh em chúng tôi nhá. Cảm ơn em, dễ thương quá. Bây giờ đây thì anh qua bên đây. Rồi đây, Hữu Tính, hồi nãy em cắt tiếng hát là anh cũng rụng rời con tim. Giới thiệu đôi nét về mình đi. Dạ, xin chào ba vị giám khảo, chào quý vị khán giả. Em tên là Hữu Tính, đây là trưởng nhóm kịch nhóm hài X-Pro. Chắc là quý vị yêu mến cái tiểu phẩm Bến Đường Hải thì là vẫn nhớ đến bạn đúng không ạ? Cái sở trường của em là về diễn hài đúng không? Và em có cái điều gì, có cái tài năng gì mà trước giờ em chưa hé lộ cho bà con thiên hạ biết không? Trước khi mà làm diễn viên thì trước đây em đam mê hát hò lắm, cho nên có học hát, học nhạc cụ, em chơi được nhạc cụ. Cái dòng nhạc sở trường của em là dòng nhạc nào? Dạ, sở trường thì em hát mấy cái bài dặn rốc nhẹ và những nhạc trẻ sơm sơm á. Em hát nhạc buồn, cái mặt em nó không có gắn vô cái bài được. Vậy bây giờ thử tặng cho mọi người một chút về cái rock của em được không? Thôi bây giờ em hát một câu dạng nhạc ả đào đó, cái bài Máy Đinh Làng Biển. Thiên nhà cùng tuế nguyện, bao lâu rồi, máy đình xưa làng biển. Ơi, em đa tài lắm á, hát cũng hay, diễn hài cũng giỏi, làm MC cũng duyên dáng nè, anh cảm ơn em. Bây giờ đây thì chúng ta sẽ cùng qua phần nhận xét của các vị giám khảo. Đầu tiên Nguyên Khang xin trân trọng kính mời danh ca Ý Lan, xin mời cô nhận xét về 6 thí sinh này. Xin cảm ơn 6 tiếng hát của chương trình Người Hát Tình Ca ngày hôm nay. Trước tiên
xin cho cô Y Lan nói về Thái Vĩ nhé. Thái Vĩ khi cất tiếng hát lên thì cô nghe được cả một cái sự dày dặn ở trong tiếng hát của Thái Vĩ, rất là vang, rất là tốt. Ở trong một cái vóc dáng của Thái Vĩ, nó có đầy đủ những cái tố chất để mà cho một người đứng làm diễn viên hay là ca sĩ như thế, rất là đẹp. Cảm ơn Thái Vĩ đã đến với chương trình ngày hôm nay nhé. Cảm ơn cô. Phi Nga một cái cô gái mà rất là dễ thương. Cô nghĩ rằng là nếu mà đang bất chợt mà từ câu của Thái Vĩ hát xong rồi Nga được chuyển qua để hát câu cải lương là Nga trúng số 1. Cảm ơn Nga rất là nhiều đã đến với chương trình. Xin cảm ơn danh ca Ý Lan đã nhận xét hai thí sinh đầu tiên. Bây giờ đây thì chúng tôi xin mời diễn viên Khải Như. Khải Như ơi, hôm nay là lần đầu tiên em ngồi trong vị trí của giám khảo khách mời của một đêm thi mà rất nhiều người bạn, có thể nói là có nhiều người là đồng nghiệp của em đúng không ạ? Có người nào mà em đã gặp ngoài đời mà em đóng chung chưa? Em cảm ơn anh Nguyên Khang. Đầu tiên thì cho phép Như được gửi lời cảm ơn đến chương trình Người Hát Tình Ca và tất cả mọi người đang có mặt ở đây. Rất là vinh hạnh khi mà mình được ngồi cùng với những thần tượng âm nhạc của mình. Và em lại cảm thấy rất là bất ngờ khi mà thấy những người đồng nghiệp của mình đứng trên sân khấu và hát. Và thật sự em là diễn viên, em sẽ chia sẻ. Diễn viên khi kêu diễn cỡ nào cũng không run mà cầm cái micro là run. Dù là hát hay, có phải không ạ? Có phải là các anh chị đang rất run không ạ? Cho một tràng pháo tay đi ạ. Thì cho phép em được nhận xét anh Tính và chị Tuyền. Anh Tính với chị Tuyền thì em có dịp được làm việc rất là nhiều. Anh Tính thì trời sinh rồi, ảnh có một cái giọng cao. Trên mái nhà, em hay gọi anh là mái nhà. Thì anh Tính khi mà hát bài này, em nghĩ đây là một bài không có khó với anh Tính. Em ngồi đây với tư cách là một khán giả, một người đồng nghiệp xem một cái anh chị đồng nghiệp của mình hát. Em thấy rất là thích. Em thấy các anh chị đang hòa mình vào cái giai điệu đó. Chị Tuyền thì thật sự chị Tuyền còn thể loại bolero nè, hát cải lương rất hay, mà nãy em chờ chị hát mà chị không có hát. Thì em mong là hai anh chị ơi, mình hiếm khi có dịp được hát lắm anh chị, nên anh chị đừng có rung nữa và tất cả mọi người đừng ai rung nữa. Các anh chị hãy cố gắng lên, tại vì có em sẽ bảo vệ các anh chị, cố lên. Em giống như là một mình em giải cứu toàn thế giới luôn á. Dạ, Như nhiều khi em tưởng em là Spiderman chẳng hạn vậy á. Cô gì siêu nhân trong vũ trụ Marvel đó, anh cứ nghĩ là sau này cô giải nghệ là em thay thế đó. Ủa, phải đợi giải nghệ hả anh? Hơi lâu, nhưng mà em sẽ chờ. Bây giờ đây thì chúng ta sẽ cùng đến với phần nhận xét của nam ca sĩ Hồ Trung Dũng cho hai thí sinh còn lại. Dũng thì nghĩ khác với Như chút xíu. Dũng là không có cảm nhận mọi người khớp nhiều. Dũng cảm nhận mọi người rất là thoải mái. Có thể là do mình làm chuyên nghiệp mà cái khớp của mình giấu đi hết mọi người không thấy. Nhưng mà cái trên hết, Dũng thấy mọi người là những người nghệ sĩ thật sự. Dù là mỗi người hát ngắn thôi, nhưng mà mình thấy được đằng sau đó người nghệ sĩ với cá tính rất là riêng. Đối với lại anh Linh Tý chẳng hạn đi, thì Dũng thấy được là anh làm chủ giọng hát của mình rất là tốt. Và anh có khả năng đúng là của người diễn viên khi hát á. Anh tạo cái cá tính nhân vật. Anh muốn nhân vật nào thì anh sẽ thổi cái hồn mô kiểu nhân vật đó. Và anh rất là tận hưởng. Vì thế là Dũng coi, Dũng thấy rất là vui. Còn với bé Chuồn Chuồn đúng không? Chuồn Chuồn Mập ơi, em rất là dễ thương. Lúc nãy em hát là anh cảm giác là anh bị cuốn theo. Thật sự là anh không có nghe em hát nhiều. Đó là nói thiệt, anh không có nghe để ý giọng hát của em nhiều. Anh bị cái tinh thần của em, nó cuốn anh vào. Và anh cảm thấy rất là vui. Vì thế đối với lại trường hợp của hai thí sinh đó là Hoài Tân và Linh Tý thì Dũng thấy được cái người diễn viên ở trong đó rất là mạnh. Nhưng mà có hai người khác mà thật sự làm cho Dũng rất là bất ngờ. Đó là Tuyền Mập với lại Hữu Tính. Tuyền Mập ơi, từ đầu là anh thấy là khi mà đèn chưa có lên là em đã nhún rất là hăng say rồi. Chuẩn bị rất là sẵn sàng, không cần biết là sắp tới cái gì diễn ra, là mình cứ thế mình làm tới thôi đúng không? Không có sợ hãi gì hết. Điều bất ngờ nhất là em làm chủ giọng hát và lại rất là chững chạc trong cái giọng hát. Chứ không có tung tăng theo cái kiểu mà em nhảy qua nhảy lại hồi ban đầu mà nhìn thấy. Ở điểm anh rất là thích. Và cuối cùng là Hữu Tính, rõ ràng là em có cái kiểu rất là lạ của giọng hát rock. Anh chỉ nhắc chút xíu thôi, những người hát rock thì đôi khi khi mà kiểu ballad á, cái phần thấp của họ em sẽ hơi bị chênh vênh chút xíu, không có làm chủ lắm. Thì em để ý giùm anh chuyện đó và anh tin rằng là ở đây về giọng hát mà nói thì em là người chuyên nghiệp nhất. Lần nữa là cảm ơn tất cả 6 người chơi của hôm nay. Thưa quý vị, 6 người chơi của chúng ta đã đến với phần nhận xét của giám khảo trong phần thi của mình. Và bây giờ thì trên tay của Nguyên Khang là kết quả điểm số. Như chúng tôi đã chia sẻ, 5 thí sinh có điểm số cao hơn sẽ đi tiếp vào vòng thi thứ 2, vòng hát nối. Và một thí sinh có điểm số thấp nhất sẽ phải chia tay với chúng ta. Thưa quý vị, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với kết quả của chúng tôi. Đèn sáng các bạn sẽ đi tiếp, đèn tắt chúng ta sẽ chia tay nhau.
kết quả của chúng tôi chính là vâng, thưa quý vị, như là rất tiếc chúng ta phải chia tay Phi Nga ở đây khi mà đèn tắt và điểm số của Phi Nga là 33,4. Chúng tôi xin được đọc theo thứ tự từ thấp lên cao số điểm tiếp theo. Như vậy rất tiếc là chúng ta chia tay bạn ở đây. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với vòng 2, vẫn là đặc sản về hát nối. Nhưng lần này thì ban giám khảo sẽ có trên bàn, đó chính là những cái nút. Và nếu mà ban giám khảo của chúng ta thích thí sinh nào của chúng ta sẽ là người tiếp tục phần thi hát, sẽ bấm vào chiếc nút này để sáng đèn. Và không để quý vị chờ đợi lâu hơn nữa, hãy dành một tráng tay để cổ vũ 5 thí sinh bước vào vòng 2 của Người Hát Tình Ca. Lời ru buồn nghe mênh mang sau lũy tre làng khiến lòng tôi xôn xao. Ngày lấy chồng em đi qua con đê một luôn có về có chú bướm vàng bay theo em. Bướm vàng đã đậu trái mù rồi lấy chồng sớm làm gì để lời ru thêm buồn. Dù em thời thiếu nữ xa rồi còn đủ bao đêm trăng tay các cầu sông vui bên anh. Dù em thời còn gái kiêu xa em đố ai tìm được lá diêu bông. Siêu bông sao em đỡ vui lấy chồng. Bướm vàng đã đậu trái mù rồi chồng sớm làm gì để lời ru thêm buồn. Dù em thời thiếu nữ xa rồi còn đâu bao đêm trăng thanh tắt cầu sông vui bên anh. Dù em thời còn gái kiêu xa em đố ai tìm được lá diêu siêu bông sao em nỡ vội lấy chồng. Siêu bông hơi siêu bông sao em nỡ vội lấy chồng. Siêu bông hơi siêu bông sao em nỡ vội lấy chồng. Lời ru
Thưa quý vị, vừa rồi là một sáng tác rất nổi tiếng của nhạc sĩ Trần Tiến, ca khúc Sao Em Nỡ Vội Lấy Chồng, hay còn có một cái tên khác đó là Sự Tích Lá Diêu Bông. Và chúng ta đã cùng đến với 5 người chơi trong ngày hôm nay. 100 quý vị khán giả có mặt tại trường quay, 3 vị giám khảo sẽ dành điểm số cho các thí sinh. Thời gian bắt đầu. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều. Thưa quý vị, nhạc sĩ Trần Tiến từng chia sẻ rằng thực tế thì lá diêu bông không có hiện hữu trong cuộc sống của chúng ta, chỉ là lời thách đố của một cô gái để vốn dĩ chàng trai đó phải tìm được lá diêu bông thì mới lấy được cô làm vợ. Thế đấy, chúng ta thấy là ngày xưa thì các cô gái của chúng ta cũng đưa ra nhiều cái lời thách đố rất là khó. Không biết là nếu hiện giờ thì nếu mà muốn thách đố các chàng trai thì người ta thường thách như thế nào, Khả Như nhỉ? Ủa, sao lại hỏi em? Anh hỏi em là tại vì sao? À, em vẫn luôn được mệnh danh là ngọc nữ của sân khấu nhưng mà vẫn đang trong tình trạng là dạ ế bền vững. Ủa, gia đình mình ơi, em mới nhận bà con với mọi người, tại sao mọi người cùng dập em vậy? Râm ran trong cái tin đồn ngày hôm nay, nhân sống của chương trình Người Hát Tình Ca, anh muốn dập tắt ngay cái tin đồn đó. Đúng, anh dập giùm em đi anh. Em hãy nói cho mọi người biết là em đẹp nhưng không ế, đúng không? Thật sự là không phải là em ế, mà là tại vì em đang chọn người tử tế để mà yêu. À dạ, nói chung là em là thuộc dạng ế chủ động đó anh. Em cho anh biết một cái tiêu chuẩn đi, tại vì nhân đây sống á cũng có giới hạn thì mình tuyển nhanh đi, mình nói một chút em, cái tiêu chuẩn. Em nói cái tiêu chuẩn của em đó là em không có tiêu chuẩn. Nếu như em có tiêu chuẩn em đã lựa được rồi, do em không có tiêu chuẩn nên em không có cái chuẩn nào để mà quyết định để tiêu dùng được. Em cảm ơn rất nhiều. Cho nên chính vì vậy mà người ta vẫn đang rất là lờ mờ, người ta đang rất là mông lung để đi thẳng vào trong cái trái tim của em, đúng không? Không ai có ý định luôn á anh. Không ai có ý định. Dạ. Thưa quý vị, như vậy là chúng ta hy vọng một ngày nào đó trong chương trình Hát Tình Ca, chẳng hạn mùa sau thì Khả Như lại quay trở lại và khoe với mọi người rằng em đã có người yêu, đã có người tìm được lá diêu bông rồi. À, biết đâu em đứng cạnh anh và em nói là à, và với mọi người là người yêu của mình là Nguyên Khang ạ. Có lẽ lúc đó thì người mà vẫn bình tĩnh là em, còn người đang ngất xỉu trên sân khấu là tôi. Ôi, thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần nhận xét. À, thưa danh ca Ý Lan, đây là một ca khúc rất hay của nhạc sĩ Trần Tiến, thì cô nghĩ như thế nào về phần thi của năm thí sinh ạ? Cô vẫn rất là thích tiếng hát của Thái Vĩ, đặc biệt là trong cái vòng này Thái Vĩ hát còn vững vàng hơn cả cái phần chào sân nữa. Và bên cạnh đó đó thì cô Ý Lan cũng rất là yêu tiếng hát của Hữu Tín, một giọng hát rất là vang và chạm ngay đến trái tim người nghe ngay lập tức. Tuyền chỉ có một giọng hát nữ thôi mà phải chiến đấu với lại 4 người nam kia, nhưng mà giọng hát của Tuyền vẫn vang dậy lên ở trong cái bài hát này. Cô chúc mừng cho phần trình diễn của cưng, rất là tự tin, không có lo gì cả. Dạ, cảm ơn cô ạ. Xin mời nam ca sĩ Hồ Tuấn Dũng. Lần này ý kiến Dũng hơi khác cô Ý Lan một chút xíu. Dũng cũng xin phép được bình chọn hai nhân vật, hai người chơi mà Dũng thích nhất trong vòng này. Đầu tiên là bạn Tuyền Mập. Anh rất thích cái chiêu của em khi em xử lý, có thể là em cố tình hay không cố tình không biết, nhưng mà những cái đoạn mà em luyến từ nốt chơi em luyến xuống thì em làm cái nốt đó anh rất là thích, và em xử lý rất là nhiều, thì không biết là em cố tình hay là do cái bản năng của em làm, nhưng nếu là bản năng thì em càng phục em hơn nữa. Dạ. Bởi vì nó chứng tỏ rằng là cái độ chính của em trong giọng hát của em, mặc dù em là diễn viên, đó là người ở hạng nhì đối với anh. Nhưng mà người hạng nhất lần này thì lại không phải là một trong hai nhân vật còn lại. Không phải luôn. Mà là anh Linh Tý. Anh có một cái sự thoải mái nhất trong năm thí sinh, năm người chơi ngày hôm nay ở bài này. Và Dũng cảm nhận được một câu chuyện, mặc dù anh hát có một câu thôi, nhưng Dũng cảm nhận được cái tình cảm, cái hồn, cái cảm xúc của cái người hát đó. Và Dũng nghe được nguyên câu chuyện đằng sau đó. Và đối với Dũng thì không cần biết là hát chuyên nghiệp hay không chuyên nghiệp, đã hát tình ca thì người nghe phải cảm được câu chuyện ở phía đằng sau. Và vì thế cảm ơn anh và chúc mừng anh rất là nhiều. Cảm ơn anh Dũng. Vâng, thưa quý vị, như vậy là theo trình tự tìm được lá diêu bông thành công thì đó là anh Linh Tý, sau đó là tới chị gái của chúng ta. Và chúng ta cũng thấy là mỗi một người tìm lá theo nhiều cách khác nhau. Có nhiều người rất mạnh mẽ để tìm ra cái lá đó, nhưng cũng có nhiều người âm thầm nhẹ nhàng đi hái lá. Và bây giờ chúng tôi xin mời mỹ nữ em chia sẻ đôi điều về giọng hát của các bạn. Diễn viên á, đúng cái lợi thế là biết diễn, nên khi mà hát á, nó gửi tình cảm vô rất là lẹ. Và trong cái phần thi này em lại thấy thương cái bạn chuồn chuồn mập của em đó. Cô dạ, cũng thấy vậy. Em giống như ông chính đứng kế bên kể về câu chuyện đám cưới của người ta vậy đó. Nó có một cái gì đó rất là thu hút, rất là dễ thương ở trong đó. Mà đó là lý do câu hát nó rất là buồn mà người ta vẫn cười.
dễ thương là cái chỗ đó. Thưa quý vị, mỗi người kể theo một câu chuyện rất là khác nhau. Và bây giờ đây thì điểm số của chúng tôi đã có 4 gương mặt sẽ đi tiếp cùng với chúng ta. Đèn sáng các bạn sẽ đi tiếp. Còn nếu mà tắt thì có nghĩa là chúng ta sẽ phải chia tay với chương trình. Và bây giờ kết quả của chúng tôi chính là... Vâng, rất tiếc là chúng ta phải chia tay Hoài Tân ở đây. Cảm ơn Chuồng Chuồng Hoài Tân với số điểm là 34,5. Cảm ơn em. Và chúng tôi xin được công bố số điểm từ cao xuống thấp như sau. Thưa quý vị, và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với vòng thi hát nối cuối cùng. Và ở vòng thi này chúng ta sẽ tìm ra 3 gương mặt xuất sắc nhất sẽ bước vào vòng thi hát đơn. Vòng thi thứ 3 của hát nối, người hát tình ca xin phép được bắt đầu. Em thấy gì không hỡi em, con chim nó hót trên đầu hè. Em thấy gì không hỡi em, con chim nó hót trên cành tre. Hót đi chim, hót cho mặt trời hồng quê ta. Hót đi chim, hót đi chim, hót cho đời nhọc nhằn trôi xa. Chim trên đầu, chim trên non, chim tung cánh xóa tan sương mù. Chim trong hồn, chim trong tim, ôi thương quá tiếng chim Việt Nam. Tiếng chim Việt Nam. Hót đi chim, hót đi chim, hót cho mặt trời hồng quê ta. Hót đi chim, hót đi chim, hót cho đời nhọc nhằn trôi xa. Hoa cúc vàng trên sân anh, xin như áo thắm em ngày nào. Hoa nắng hồng trên quê anh, xin như má thắm em ngày xanh. Em ngày xanh. Nắng lên đi, nắng lên đi, nắng leo hồng đủ vui quê em. Nắng lên đi, nắng lên đi, nắng lên hồng ruộng mà xanh thêm. Yêu thương người như yêu ta, yêu luôn những thú hoang rừng già. Yêu bạn bè như yêu ta, ôi thương quá trái tim Việt Nam. Nắng lên đi, nắng lên đi, nắng lên hồng dù mai với em. Nắng lên đi, nắng lên đi, nắng lên hồng dù mà xanh thêm. Người như yêu ta, yêu thương những thú hoang rừng già. Yêu bạn bè như yêu ta, ôi thương quá trái tim Việt Nam. Ôi thương quá trái tim Việt Nam. Ôi thương quá trái tim Việt Nam. Thưa quý vị, 40 giây với ca khúc Thương Quá Việt Nam. Chúng tôi có thể cảm thấy được là cái không khí yêu của các bạn tràn ra khán phòng của chúng ta và nó đang xâm chiếm trái tim của chúng tôi. Mời các bạn, chúng ta 4 người quay trở về khu vực của mình để cùng lắng nghe kết quả. 100 khán giả có mặt tại trường quay, 3 vị giám khảo dành điểm số cho 4 người chơi. Thời gian bắt đầu. Xin cảm ơn 100 khán giả và 3 vị giám khảo. Trương Khang xin mời danh ca Ý Lan sẽ nhận xét cho tiết mục này. Bài hát này là cái bài mà bắt đầu là chúng tôi gặp khó khăn để mà lựa chọn những người nào được ở lại và người nào phải ra đi. Tại vì thật sự ra 4 tiếng hát của 4 người chơi này đó thì tôi thấy rõ ràng là ai cũng rất là hăng say mà cũng cố gắng cho cái phần trình diễn của mình rất nhiều. Đặc biệt là Tuyền Mập. Tuyền Mập ơi, cô cảm thấy bài hát này là con bị hơi
thiệt thòi. Tại vì cái key, cái tông đó nó không đúng cho con. Dạ đúng con rồi. Phải bị hát lòn xuống dưới. Trong khi các anh đẹp trai kia nhảy tưng tưng mà sung sướng mà hạnh phúc mà rất là vui. Hát là tại vì đúng tông của mình. Cho nên tha hồ mà hát to, hát cao. Nhưng mà tuy vậy, cô vẫn cảm thấy là Tuyền Mật đã làm tròn được cái phần trình diễn của mình. Cô chúc mừng cho Tuyền Mật trong cái phần này. Linh Tý, cô thích quá Linh Tý. Nhạc còn đang vào cái introduction, vào cái phần đầu thì Linh Tý đã đánh trống rồi. Cầm cái mic. Mà rất là ngầu luôn cô ha. Đẹp ngầu quá là đẹp. Linh Tý hát một cách rất là thoải mái. Đây là rõ ràng là Linh Tý chơi. Dạ. Yeah. Đó chứ không phải là Linh Tý đến để mà thi ca hát hay là có một cái sức ép nào cả. Cho nên đây, cái điều này đối với cô là điều làm cho người nghệ sĩ đẹp nhất và tỏa sáng nhất, khi mà mình không cảm thấy mình bị gò bó bởi bất cứ một cái điều nào cả, mà mình chỉ biết yêu cái vấn đề mình làm, cho nên đã chơi hết mình. Dạ. Cảm ơn Linh Tý rất là nhiều. Dạ, trong phần trình diễn vừa qua. Rồi bây giờ còn lại hai người nữa thì cô để dành nha. Cho ai muốn nói nè. Xin mời anh Dũng. Thì với bản thân của Dũng, Dũng lại thích nhất một người mà có giọng hát vô cùng phù hợp với bài này. Đó chính là Thái Vĩ. Thái Vĩ. Giọng của em rất là sáng và em đã để ý xử lý những cái luyến. Dĩ nhiên là mình không phải chuyên nghiệp cho nên là mình vẫn chưa có phải xử lý hết được. Nhưng mà em đã cố gắng làm và em hiểu được những gì cần phải làm. Và anh tin rằng là nếu mà em có thời gian nhiều hơn thì bài này em sẽ làm rất tốt. Vì thế anh được chúc mừng em. Cảm ơn. Xin cảm ơn anh Hậu Trung Dũng. Hồi nãy nghe tới Thái Vĩ là Nguyên Hang thấy là Khải Như vỗ tay và nụ cười rất là tươi. Có vẻ như là Khải Như quan sát rất là kỹ trong phần thể hiện vừa rồi đúng không? Khi mà anh Vĩ cất những câu đầu tiên em nghe gì không hỏi em là em bắt đầu tập trung nghe đó. Nó có một cái sự tình cảm dẫn dắt em vào bài hát. Và ở cái vòng này thì thật sự là em rất là quý cái giọng hát của anh Thái Vĩ ạ. Ủa sao lúc mà anh hát cái đoạn đó, ví dụ em nghe gì không hỏi em là ở dưới em bắt em nghe rồi, em đáp lại liền. Em có nói bằng giọng mắt, cái con mắt của em, mắt, ánh đúng mắt không? Dạ em có nói nghe mà không biết anh nghe không. Anh không thấy, lúc đó anh lo hát thi chim rồi. Không, lúc hát đó anh lo nhớ lời ạ. Thưa quý vị, như vậy là mỗi người một cái cảm nhận khác nhau. Nhưng mà tự nhiên cái tới cái vòng này cái làm khó cho ban giám khảo của chúng ta. Bởi vì phải chia tay một người và ba người sẽ đi tiếp. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với kết quả của chương trình. Ồ, rất tiếc là chúng ta phải chia tay Thái Vĩ ở đây với số điểm là 36,1. Dù là điểm của ban giám khảo cũng khá là cao dành cho bạn. Và thứ tự của ba gương mặt còn lại như sau. Thưa quý vị, như vậy ba người chơi của chúng ta sẽ bước vào vòng thi đơn. Và lúc này đây thì mỗi một người sẽ lựa chọn một ca khúc phù hợp với chất giọng của mình để giới thiệu phong cách âm nhạc của các bạn. Và bên cạnh đó sẽ là lúc họ kể những câu chuyện tình của chính mình. Mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với vòng tiếp theo của Người Hát Tình Ca. Thưa quý vị, trên đời này có một thứ tình yêu đắm say đến khờ dại, yêu chân thành đến tận cùng của cảm xúc, nhưng không thể có được một kết thúc trong mơ, yêu đơn phương. Người ta vẫn nói rằng có lẽ sẽ là một thiếu sót nếu trong cuộc đời của chúng ta không trải qua cảm giác ấy. Nhưng liệu rằng khi mà một người đàn ông đứng bên lề của chuyện tình yêu và chứng kiến người mình yêu đang trong tay hạnh phúc với một người khác thì cảm giác sẽ như thế nào? Mời quý vị hãy cùng đến với giọng hát ngọt ngào và cao vút của Hữu Tín qua ca khúc Trái Tim Bên Lề. Chưa sơn khê có nhịp đàn lưu luyến con đường đê. Anh ơi có hay khi nước mắt bây giờ đang rớt mau, khi tiếng
được ngày vui, ước mơ lần về xóa nỗi đau thương, chúng mình lại tha thiết bao buồn thương. Nhưng khi những đêm anh nước mắt bây giờ đàn rất mau, thương những lúc đêm lạnh thương nhớ nhau, cùng những lúc mưa gọi thương. Còn những nén sông xa dần càng buồn, vì đời còn những bước chân mệt nhoài có hoang, để rồi tình ta âm thầm từng chiều vắng, nghe tim mãi mơ màng chuyện hợp tan. Mãi trên ngàn lối biết đời còn cho được ngày vui, ước mơ lần về xóa nỗi đơn côi, chúng mình lại thao thức bao buồn vui. Đêm nay tiễn đưa giây phút cuối vẫn còn tay ấm tay, mai sẽ thắm cơn lạnh khi gió lạnh, và những lúc mưa gọi thương nhớ đầy. Chúng ta vừa đến với ca khúc Chuyện Hợp Tan với phần thể hiện của năm bông hoa trên sân khấu của người hát tình ca đêm nay. Và bây giờ thời gian dành cho 100 quý vị khán giả và 3 vị giám khảo bình chọn cho thí sinh của chúng ta bắt đầu. Xin được cảm ơn quý vị giám khảo và 100 khán giả. Bây giờ xin mời phần nhận xét của các vị giám khảo, xin mời chị Miu. Đại diện, tại vì cuối cùng thì cái ban giám khảo này nó rất là thiếu tính giải trí, là không có bao giờ có được một cái cuộc gây lộn hết. Cho nên bây giờ chúng tôi sẽ chuyển qua cái chơi trò chơi là cá độ, là xem một người đại diện thì liệu là tôi có đoán trúng là cái tâm ý của hai vị đồng giám khảo hay không. Nói một cái điểm cực kỳ đặc biệt trong năm thí sinh này, trước hết tôi phát hiện ra một cái chất mà đã từ lâu lắm tôi không nghe lại được. Đó là em Trương Linh, cái giọng thổ rất là lạ, cách xử lý thì tình cờ em có cái chất giọng lạ đó. Chỉ là những cái nốt đẹp nhất
thì rất đáng tiếc là em trúng phải cái đoạn mà em phải bắt đầu bằng những cái nốt thấp đó. Chị không bắt được ngay, mà chị là cái người vốn là rất thích là cái nốt đầu tiên là cực kỳ là quan trọng. Chắc là mình còn phải tập luyện nhiều để mà tái hiện lại được cho chị một cái trường phái, một cái làn hơi rất là đặc biệt. Ở bên cạnh thì một sự thoải mái, dễ chịu, và chị xin tặng một tính từ cho tiếng hát của Như Ý là lụa là. Em biết không, cái vải lụa nó không có bóng như vải gấm hay là vải phi. Nó chỉ bóng bẫy vừa chừng nhưng nó mềm mại và nó linh hoạt chuyển động. Nhiều lúc rất là bất ngờ. Thái Ngân, em vẫn đang duy trì phong độ và có phần tình cảm và tròn trịa hơn. Đặc biệt là chị biết là rất mạo hiểm cho em ở nốt thấp cuối cùng trong cái đoạn đầu tiên em thể hiện. Ở bên cạnh đó thì Hồng Gấm ơi, khi mà chị nghe em nói á, là cái hơi của em đẹp lắm á. Mà chị thích tác phong sân khấu của em, mà mặc dù nó rất là ngộ nghĩnh nhưng mà nó đáng yêu vô cùng. Em là cái cô mà ai cũng muốn làm bạn hết á. Nếu mà Hồng Gấm thoải mái hơn để tìm cho mình một cái giải pháp xử lý cho nó đỡ bị tù. Chị có cái cảm giác tù hãm, trong khi hơi của em và năng lượng của em rất là thoải mái, rất là phóng khoáng. Em nên nhớ là bolero mình là phần lớn là cung thứ, nó đã buồn, nó đã sầu. Chị muốn có ánh sáng ở đó. Chỉ có một số trường hợp đặc biệt khi giọng người ta là thiên bẩm thì nó đẹp. Còn cố gắng tìm cho mình cái quãng sáng nhất để thể hiện. Sáng như cái mặt em vậy đó, lúc nào cũng cười hết, dễ thương hết sức. Bên cạnh Bích Ly, một cái cô mà đã có mệnh danh truyền thông là tiểu hồ ly bolero. Vì cô ấy linh hoạt, cô ấy ngoa ngoách. Chị nghĩ rằng là giống như là ban tổ chức đã chia lô đất cho em rồi. Cái lô đó là của em muốn làm cái gì đó em làm. Em lại tiếp tục chuyển động cơ thể, em lại tiếp tục đu đưa. Nhiệm vụ của chị là phải làm giám khảo, chị phải nhìn hết tất cả các bạn. Không cẩn thận là bị em hút hết về phía em. Và đó chính là điều tuyệt vời. Tưởng rằng em đang phiêu diêu trong nghệ sĩ tính đó và rất dễ mất kiểm soát đó. Nhưng không, Bích Ly có sự kiểm soát rất cao trên giọng ca của mình. Và sự kiểm soát đó không mang lại cho chị cảm giác lý trí, mà đẩy được cảm xúc của ca khúc chạm đến chị. Linh hoạt, sống động, chất giọng lạ, luyến lấy, hợp lý và coi đã con mắt. Em có đoán trúng ý chị Lan không ạ? Rất đúng. Và cô chỉ có bổ túc thêm một điều duy nhất là trong tất cả 5 người còn lại đang đứng hát bài hát này thì cái nốt khó khăn nhất là nốt cuối cùng, chữ đầy, vì nó thấp quá. Có những người vừa chạm được nốt đầy rất tốt, thế nhưng mà chạm được cái nốt đầy cuối cùng đó mà tuyệt đẹp, đó chính là Bích Ly. Xin cảm ơn cô ạ. Xin cảm ơn các vị giám khảo rất nhiều. Và bây giờ đây, chúng ta hãy cùng chờ đợi kết quả của ban giám khảo. Bông hoa nào sẽ chia tay với chúng ta trong đêm nay ở vòng 2? Kết quả của chúng tôi chính là... Vâng, như vậy rất tiếc chúng ta sẽ phải chia tay với Trương Linh ở đây. Trương Linh, cô gái đáng yêu đến từ Tuyên Quang, với số điểm của bạn là 32,88 điểm. Xin cảm ơn Trương Linh rất nhiều. Hy vọng là chúng tôi sẽ có dịp gặp bạn ở những chương trình khác nha. Cảm ơn bạn. Và bây giờ chúng tôi xin được công bố số điểm ở vị trí cao nhất, 38,88 điểm. Xin được chúc mừng Như Ý. Ở vị trí thứ hai, 37,88 điểm là sự đồng hạng của hai thí sinh. Xin chúc mừng Bích Ly và Thái Ngân. Và gương mặt ở vị trí thứ tư, đó chính là 36,38 điểm. Xin chúc mừng Hồng Gấm. Cuộc đua của chúng ta ngày càng trở nên căng thẳng, hấp dẫn và hồi hộp hơn. Bởi vòng tiếp theo sẽ là vòng cuối cùng ở hát nối. Một gương mặt sẽ chia tay với chúng ta và ba gương mặt còn lại sẽ thể hiện những phần thi đơn. Chúng ta hãy cùng đến với vòng 3 của người hát tình ca, chủ đề tình yêu và nỗi nhớ. Một người con gái đứng nghiêng nghiêng vành nón lá.
chiều bờ đê lối xưa kỷ niệm thiết tha, lòng nàng sao lưu luyến quá, hẹn hò một người đi xa mà năm tháng đã dần qua. Chuyện tình chung thủy có em bên bờ sóng vang, ngày ngày ra đón biết đâu anh còn nhớ chăng, lệ buồn đến khuya thức trắng, chiều chiều nhìn theo ánh nắng, lời thề ước say anh chờ. Tình là tình cô đơn gió như lạnh mùa đông, ngọn đèn dầu chiếc bóng nơi cô hồng, và mỗi lần chim én đưa tình con đò sang sông, đôi mắt em chờ mong, sầu thương đã lỡ tránh chi duyên tình giang dở, đời người con gái chỉ có một lần ước mơ, nào ngờ tình duyên chắc chớ, tình đẹp là tình bơ vơ, chờ người đến bao giờ. Tình duyên chắc chớ, tình đẹp là tình bơ vơ, chờ người đến bao giờ. Nào ngờ tình duyên chắc chớ, tình đẹp là tình bơ vơ, chờ người đến bao giờ. Nào ngờ tình duyên chắc chớ, tình đẹp là tình bơ vơ, chờ người. Thì chúng ta vừa đến với ca khúc Chờ Người với bốn cô gái trong đêm nay, bốn cô chờ bốn anh, phong cách hoàn toàn khác nhau. Bây giờ đây chúng tôi mời quý vị, chúng ta sẽ dành những điểm số dành cho bốn cô gái này. Thời gian dành cho quý vị cùng với ba vị giám khảo bắt đầu. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Dạ, xin mời danh ca Ý Lan sẽ nhận xét cho tiết mục này. Trước tiên thì cô muốn nói đến Ngô Thái Ngân. Tiếng hát của Ngô Thái Ngân thật là nổi trội. Tất cả những cái câu em hát làm cho cái hồn của bài hát này, từng câu, từng chữ nó được mở sáng hơn bao giờ hết. Thì đây là cái vòng mà em tỏa sáng nhất. Cô chúc mừng. Về Hồng Gấm, cô rất thích giọng của em, dày và tình cảm lắm. Nhưng đối với cô riêng thì trong cái phần này cô có cảm tưởng như là nhạc này nó không có hợp với lại tính cách của Hồng Gấm. Thật sự ra cô thích hai phần trình diễn trước của em hơn là phần này. Cảm ơn em nhiều. Còn Bích Ly vẫn là một người ca sĩ bắt đầu tiếng nhạc nổi lên thì em đã sẵn sàng đặt hồn mình, đặt tâm trí, đặt tình yêu vào âm nhạc. Điều này là cái điều mà cô nghĩ rằng con sẽ đi rất xa. Cô chúc mừng cho con. Cảm ơn cô. Như Ý, cô gái sống ở miền nước mắm, con đậm đà như hương vị nước mắm mà cô yêu. Giọng con không phải là loại giọng dày, mỏng cũng không mỏng, vì có những cái nốt thấp
mà con vẫn chạm được, nó rất là vừa phải. Cho nên tình cảm của con khi đưa vào một bài hát luôn luôn để cho người nghe được cảm thấy sự nhẹ nhàng, vừa phải, có sự tiết chế trong cách trình diễn của con. Con làm cho mọi người nhớ đến tất cả những cái sự dịu dàng và đẹp nhất của người con gái Việt Nam. Cô rất ưng tiếng hát của con. Cảm ơn con. Trong trường hợp lần này thì con lại không hoàn toàn đồng ý với cô Ý Lan. Thứ nhất là trường hợp của Như Ý ngọt thì không có ai bàn cãi nữa hết rồi. Nhưng anh đang sợ rằng là em thỏa mãn với nó và dựa vào nó hơi nhiều. Đôi khi anh cần thêm một chút xíu lửa trong đó. Có những chỗ anh có cảm giác là em nó hơi vô tâm một chút. Có nghĩa là còn thiếu gì đó một chút xíu. Anh hy vọng là em vào trong thật là sâu. Khi mà hát cả một bài sẽ có những cái sự dynamic, nó phải có lên có xuống. Lúc đó anh sợ một màu. Cho nên đó là lời khuyên của bản thân anh. Thì nếu em thấy phù hợp thì hãy áp dụng. Cô rất là đồng ý với con về cái phần của Như Ý. Nhưng cô chưa nói chạm đến cái điều đó. Vậy là con sẽ bổ sung, chứ không phải là ngược lại với cô Ý Lan. Nhưng bây giờ là ngược lại nè. Trong trường hợp của người đồng hương của con, chào Hồng Gấm. Không biết tại sao thì trong bài hát này anh lại thích em nhất. Bốn bạn đều rất là đều nhau. Và rất khó để nói rằng là ai giỏi hơn người kia. Nhưng mà anh thích em nhất trong bài hát vừa rồi. Có lẽ là cách xử lý của em khác với ba bạn. Và nó không phải là cái món ăn cho tất cả mọi người, nhưng nó là món ăn dành cho anh. Xin cảm ơn ba vị giám khảo rất nhiều. Thưa quý vị, đây sẽ là vòng cuối cùng. Chúng ta sẽ lựa chọn ra ba cô gái sẽ thể hiện phần thi đơn của mình. Và ngay bây giờ sẽ là kết quả của chúng tôi. Rất tiếc là chúng ta phải chia tay Hồng Gấm ở đây. Số điểm của Hồng Gấm là 35,38 điểm. Cảm ơn Hồng Gấm rất nhiều. Hy vọng chúng ta sẽ có cơ hội gặp lại Hồng Gấm ở những chương trình khác nha. Xin chào bạn. Và chúng tôi xin được công bố số điểm từ cao xuống thấp như sau. Với 38,63 điểm, xin được chúc mừng số điểm cao nhất Như Ý. 37,50 điểm ở vị trí thứ hai, xin chúc mừng Bích Ly. Và 37,38 điểm, xin chúc mừng Thái Ngân. Và ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị sẽ cùng đến với phần thi đơn của ba giọng hát này trong chương trình Người Hát Tình Ca, chủ đề Tình Yêu và Nỗi Nhớ. Thưa quý vị, mỗi người gặp nhau trong cuộc đời này đều do một chữ duyên. 10 năm, 20 năm hay 100 năm của một đời người, tất cả đều là những đoạn đường. Nếu như duyên đủ đậm, tình đủ sâu, chúng ta trở thành vợ, thành chồng của nhau và cùng nắm tay nhau đi hết đoạn đường. Còn nếu như duyên chưa tròn, tình không trọn, thì đơn giản kiếp này chúng ta chỉ là những người bạn với nhau, xao xuyến bâng khuâng với những thuở ban đầu mà thôi. Và ngày hôm nay chúng tôi mời quý vị sẽ cùng đến với miên man cảm xúc ấy về những câu chuyện của duyên kiếp qua phần thể hiện của Thái Ngân. Tuyên Khanh xin phép và mời 100 khán giả có mặt tại trường quay và ba vị giám khảo. Chúng ta hãy dành những điểm số dành cho Thái Ngân qua phần thi vừa rồi. Thời gian dành cho quý vị bắt đầu. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Khang xin phép mời anh Dũng sẽ chia sẻ về phần thể hiện vừa rồi của Thái Ngân. Cho anh hỏi một câu là cái tiết mục vừa rồi á, em chọn là để giả lại cô Ý Lan hay là thực sự hàng ngày khi mà em hát đây cũng là cái phong cách mà em lựa chọn? Dạ cũng có một phần em học cô, nhưng mà bình thường thì em hát khác hơn. Em dạ. Là em nhiều hơn, dạ. Đúng không? Cái cảm xúc của anh đây rất là lẫn lộn, bởi vì đến giờ phút này thì anh vẫn còn chưa thấy rõ em là ai. Mình có nhận ra được vài chỗ là anh nghe tức là câu cuối thì anh nghe thấy rất là rõ ràng là em đang sử dụng những cái trường phái của cô Ý Lan. Anh mừng là em không có làm nó quá mức, và cũng chính vì nó không bị quá đà như vậy
cho nên là anh cảm thấy khá là dễ chịu khi nghe. Nói tóm lại là anh thích phần của em. À, cảm ơn anh Dũng rất là nhiều. Cô này, cổ có một cái hay đó là thật ra có nhiều cái không phải là sở trường của cổ, nhưng mà cổ cố gắng, cổ học hỏi, cổ phát triển. Thì hôm nay hơi tiếc tí xíu là cổ chưa được thể hiện đó, cho nên nhân đây anh muốn em thể hiện một tí xíu cái khả năng hát cải lương của mình. Em có thể cho anh một trích đoạn ngắn thôi để mọi người thấy được cái tính cách cũng như là cái phong cách của em. À, trước hết thì em xin cảm ơn lời nhận xét của anh. Và bây giờ trong chương trình ngày hôm nay, con xin phép gửi đến hai cô và anh và tất cả quý vị khán giả và trích đoạn cho nó vui vui không khí có được không ạ? Và một trích đoạn rất là nổi tiếng của soạn dạ Diễn Châu, đó là trích đoạn Ngao Sò Ốc Hến. Dạ anh cho em mượn anh làm quan nguyện đi anh. Quang anh ơi, từ lúc giữa đường gai gánh, em một thân một mình quạnh hiu sớm tôi, chứ rủi ro tay bay quả gửi đỡ nâng không biết cày nhờ ai. Mai mà nhờ có Quang anh thương, lòng mà chở che, chưa thư quân ý quyền, thường là thư quân thất đức. Mỗi khi giết ai thì hay kiếm điều vu oan. Đấy, thật ra là cái này là cũng là một cái tài rất là hay của cái cô gái này, là không có biết hát cải lương nhưng mà đi học để hát. Thì bây giờ Nguyên Khang xin mời phần nhận xét của cô Ý Lan ạ. Xin mời cô. Thánh Ngân ơi, bài hát vừa qua đó con hát rất là tròn trịa. Tuy nhiên cô cũng vẫn nghĩ rằng là bởi vì cô là người đã hát cái bài hát đó và con đang tái hiện lại cái hình ảnh và cái âm thanh đó của cô, thì cô nghĩ giống như lúc nãy Trung Dũng có nói là những người mà người ta hay giả thần tượng của mình đó, người ta hay làm thái quá lên những cái đặc điểm của người ca sĩ đó. Nhưng mà con thì ít ra con cũng tiết chế được cái phần đó, tuy nhiên vẫn còn hơi nhiều. Chẳng hạn như những cái tiếng đất của cô chẳng. Anh ơi nếu mà không thành thì sao? Chẳng hạn như vậy, chị cô chị không thành. Chỉ có một cái nấc cái chỗ đó là tại vì nó là cái feeling, rất là cái cảm xúc của cô. Chứ cậu anh ơi nếu mộng nó nhiều quá thì nó lại không ra, đúng không? Cô rất thương và sẽ nhớ mãi cái kỷ niệm này với tiếng hát của con, với sự yêu thương mà con dành cho cô vô điều kiện. Cảm ơn con rất nhiều. Xin cảm ơn danh ca Ý Lan. Rồi, cảm ơn bạn rất nhiều. Một lần nữa xin chúc mừng Thái Ngân. Thưa quý vị, mỗi một ca khúc, một tác phẩm âm nhạc là sự gửi gắm nỗi niềm và những cái trăn trở, những cái cảm xúc của người nhạc sĩ với chủ đề tình yêu và nỗi nhớ. Có lẽ sẽ là một điều rất là đặc biệt khi mà chúng ta sẽ nhắc đến một người nhạc sĩ mà mỗi một bài hát của ông đều là một cái câu chuyện khác nhau. Người nhạc sĩ này không đặt tên cho ca khúc của mình một cái tên riêng biệt nào, mà ông chọn đánh số cho những tác phẩm. Và đó cũng là một trong những nét đặc biệt của mình chúng tôi muốn nói đến, đó chính là nhạc sĩ Vũ Thành An. Và chúng tôi mời quý vị ngay sau đây sẽ cùng đến với hai ca khúc nổi tiếng của ông, bài không tên số 2 và bài không tên số 3. Hãy cùng chờ đón phần thể hiện của Bích Ly. Thank you.
cơn gió cuốn xoay xoay trong hồn, và cơn đau này vẫn còn đây. Không buông nắng cho mây âm thầm, một mình trong chiều vắng nhớ đôi môi mềm, ngày nào ân cần trao thân. Tìm trong tháng ngày buồn đôi mắt nào khô, chớ vơ đem cho nhau lời nói trên đời nào yêu người. Kỷ niệm xưa đã chết, cơn mê đã chiều, tình yêu đã hết, xót xa đã nhiều, đời thôi chỉ còn mai để tình nhân kết đôi. Yêu nhau cho nhau một lần, thương nhau cho nhau một lần, một lần thôi vĩnh biệt, một lần thôi mất nhau. Con gái ước mơ đã nhiều, chờ cho không được mấy, đến khi lấy chồng chỉ còn mối tình mang theo. Hãy
vị, vừa rồi chúng ta vừa đến với bài mashup hai ca khúc, bài không tên số 2 và bài không tên số 3 với phần thể hiện của Bitly. Thời gian dành cho 100 khán giả có mặt tại trường quay và ba vị giám khảo bình chọn cho Bitly. Thời gian bắt đầu. Cảm ơn quý vị. Quá không phụ lòng, chương trình đã trao tặng cho em danh hiệu nữ hoàng diễn xuất. Trong phần đêm nay, em đã thể hiện và tận dụng cái thế mạnh của mình. Và cuối cùng thì giám khảo Trác Thúy Miêu vừa hát theo, vừa đứng dậy vỗ tay. Xin mời chị nhận xét cho tiết mục này. Bigly, em khiến cho tôi bị hút hết vào cái phần biểu diễn đó. Và khi bị hút vào đó, tôi càng nhận rõ và ý thức được sự cầu kỳ của bạn khi mà bạn đặt vào cái phần thể hiện của mình. Như một diễn viên thoại kịch, bạn tận dụng không thiếu một chi tiết nào trên trang phục. Bạn phối hợp hoàn hảo với cái tia sáng tạo nên bố cục sân khấu. Bạn chiều chuộng cả hai cánh khán giả và san sẻ đồng đều sự tương tác cho ba giám khảo đối diện. Tất cả mọi thứ trau chuốt, tôi chỉ có biết đáp đền lại tiết mục đó bằng cách đứng lên trân trọng hoàn toàn tiết mục vừa rồi. Em cảm ơn chị. Xin cảm ơn giám khảo Trác Thúy Miêu. Xin mời danh ca Ý Lan. Riêng cô nhìn thấy rõ hơn nữa khi mà con tiến đến rất là gần trước cái mặt bàn của ban giám khảo. Cô không nghe tiếng hát của con không, mà bắt đầu cô nhìn được ánh mắt của con. Cô nghe được hơi thở của con. Con hát với tất cả tâm hồn của một người nghệ sĩ. Cô chúc mừng cho phần trình diễn của con, bởi vì con hát đẹp, con trình diễn đẹp. Con mang được tất cả những tình cảm sâu sắc của bài hát để truyền tải đến cho tất cả mọi người nghe một cách ma mị. Cô tin rằng sau ngày hôm nay, sau chương trình Người Hát Tình Ca 2019, tất cả mọi người sẽ phải nhớ đến con. Cô yêu con vô cùng. Dạ, con cảm ơn cô. Xin cảm ơn danh ca Ý Lan. Và một lần nữa xin chúc mừng Bigly ngày hôm nay. Em đã như là nữ hoàng của đêm nay, vô cùng lộng lẫy. Thưa quý vị, tôi có cô bạn gái tên là Như Ý. Cô gái này sống ở cạnh nhà, tình cảm thì cũng khá là tốt đẹp. Nhưng mà quý vị cũng biết á, đôi khi nó có những cái nhân duyên trong cuộc đời mình không có nói được. Đây là cái sân ga mà chúng tôi thường hay đưa tiễn những người thân của mình. Nhưng hôm nay, tới giờ này rồi vẫn không thấy cô ấy. Tôi nghĩ là có lẽ là Như Ý sẽ không đến đâu. Chắc làm sao được quý vị à, mọi thứ đều có lý do cả. Với nghệ sĩ Tamarine, anh Trung Bo, một tràng pháo tay cho anh. Xin giới thiệu cô Như Ý của em ở Phan Thiết bán nước mắm. Yeah. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần bình chọn của 100 khán giả và ba vị giám khảo có mặt tại trường quay. Thời gian bắt đầu. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin mời anh Hồ Trung Dũng. Và anh nhận xét ạ? Thực sự là em rất là đẹp. Em có một cái mà anh thấy rất là thu hút. Đó là cái sự lạnh ở bên ngoài và cái chiều sâu ở bên trong. Cảm ơn em. Xin mời danh ca Ý Lan. Thuyên Biêu đi. Ý Lan nói lúc nãy rồi. Vâng, vậy cho phép chị nhá. Chính chị cũng băn khoăn là liệu khán giả có sẽ cho rằng em quá dễ đoán, em quá ít kịch tính, em quá thiếu biến cố, hay là đây là một dòng nước mắm thiếu độ đạm. Chị cũng định như anh Dũng là đòi hỏi ở em đủ thứ hết.
Nhưng mà khi mà chị lắng nghe cách em thể hiện, chị hiểu rằng là em đã tìm được thứ vừa vặn nhất. Em biết chính xác chiếc áo nào vừa vặn cho em, như chính chiếc áo dài trắng tinh tuyền mà em đang mặc trên người. Em biến tiếng hát của mình thành một nhạc cụ trên cái nền sần sùi của tiếng tambourine. Nó thành một bản phối đẹp tuyệt vời, dễ chịu như chính em. Vừa rồi thì chúng ta đã thấy phần thể hiện của Như Ý, và chúng tôi cũng đã khép lại phần thi đơn của ba thí sinh trong ngày hôm nay. Lần nữa xin cảm ơn Như Ý rất nhiều và xin giữ em lắng lại sân khấu để mời hai thí sinh còn lại chúng ta cùng quay trở lại với phần công bố kết quả. Thưa quý vị, trân trọng giới thiệu đến quý vị ba đứa em gái nhà em trong ba phần thi trang phục khác nhau của Miss Việt Nam. Cô đầu tiên trong trang phục truyền thống áo dài, cô thứ hai trong trang phục dạ hội, cô thứ ba trong phần trang phục dạo phố. Dạ. Cái này người ta gọi là trang phục lô tô ha. Dạ. Thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem kết quả cô nào sẽ giành được chiến thắng trong đêm nay. Người đứng ở vị trí thứ ba với số điểm của ban giám khảo 9,5, 9, 9,5, khán giả 7,5, tổng điểm 35,50 đã thuộc về Thái Ngân.